Trong hành trình chăm da chắc tôi phải kinh qua hơn 100 spa rồi. Nay giới thiệu cho mấy bà ở quận 7 TCV Beauty Center. Siêu êm mà không gian siêu đẹp ngay khu vực trung tâm quận 7 luôn nè. Không biết mấy bà sao chứ tôi thích đi spa mấy chỗ đẹp đẹp á. Kiểu spa đẹp thì chắc chắn người ta làm mình cũng sẽ đẹp luôn. Đúng không mấy bà? Dạ, nếu mình thực hiện theo đúng liệu trình phát đồ bên em, TCV Beauty Center cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả à. Thật ra đi spa thì ngoài việc mình tin tưởng tay nghề nhân viên thì bên spa cũng phải khiến mình yên tâm thì mình mới dám đưa cái mặt tiền cho người ta điều trị. Dạ, bên em khăn lau mặt và cây lấy mụn á chỉ sử dụng một lần cho mình á nên là đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ cho mình ạ. Dạ. Ai mà được sinh ra với làn da láng mịn không mụn không thâm không tì vết thì thực sự quá trộm vía luôn. Còn tôi thì không có được hên tới vậy. Vô lấy một hồi là cả đống như vậy nè, coi sợ chưa. Trong gói lấy nhân mụn này tôi mua tại Hot Deal có 59k mà bao gồm luôn đi điện tím, chứ mấy chỗ khác là phải thêm tiền rồi. Rồi coi tôi đi lấy mụn mà còn được massage đầu trong lúc thư giãn đắp mặt luôn nè. Ở đâu mà đã dư vậy trời. Ngoài lấy mụn ra bên TCV Beauty Center còn có dịch vụ nâng cơ, gội đầu, triệt lông đầy đủ hết. Địa chỉ tôi để ở đây. Còn ở đâu giá tốt thì mấy bà biết rồi đó nha.